Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Habacuc chương 1. Này là gánh nặng mà đấng tiên tri Habacuc đã xem thấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chính trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược. Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ, vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi cũng không tin. Này, ta khiến người canh đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến. Những ngựa nó nhậm lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó, những lính kỵ nó đến từ phương xa. Chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nã kiếm ăn. Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược, chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới và dồn phu tù lại như cát. Nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng và chia cười mỗi đồn lũy. Nó đắp lũy rồi chiếm lấy. Bây giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua, vì nó lấy sức mạnh mình làm thần mình nên phạm tội trọng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng tôi sẽ không chết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập dân này đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vần đá, Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá? Khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Sao Ngài khiến loài người như cá biển và như loài côn trùng vô chủ? Nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả, thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình. Vậy nên nó vui mừng và lấy làm thích. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài. Bởi chưng nó nhờ đó mà được phần béo tốt và của ăn dư dật. Có lẽ nào, nó cứ đổ lưới mình ra, đặng làm sự giết lát các dân không hề thôi sao? Chương 2. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng, ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đang chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến không chậm trễ. Này, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình. Mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Chớ thì, những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẹ nó mà rằng, khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình. Nó gánh vác của cầm rất nặng, cho đến chừng nào? Há chẳng sẽ có kẻ vuột dấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sẽ bị nó cướp bóc. Vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Vì cớ huyết người ta,
vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tay hung ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. Vì đá trong vách sẽ kêu lên, rường trên mái sẽ đáp lại. Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp và lấy sự gian ác xây thành. Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lõa lồ nó. Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển. Ngươi cũng hãy uống đi và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhuốc nha sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. Vì sự bạo ngược đã làm ra cho Li-ban sẽ che phủ ngươi, và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ. Lại vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Tượng chạm mà thợ đã chạm ra có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối thì có ích gì mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng hãy tỉnh thức, và với đá câm rằng hãy trỗi dậy. Nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó là bọc vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài. Trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Chương 3. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Ha-ba-cúc về thể thi ca. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Đức Chúa Trời đến từ Thê-mang, Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh hiển Ngài bao phủ các tầng trời, đất đầy sự khen ngợi Ngài. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài. Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Ôn dịch đi trước mặt Ngài, tên lửa ra nơi chân Ngài. Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem, làm tan tác các dân tộc. Các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống. Các đường lối Ngài giống như thuở xưa. Ta thấy những trại của Cushan bị hoạn nạn, những màn chán của đất Madian lung lay. Có phải Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng các sông chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển khi Ngài cưỡi ngựa cưỡi xe đặng giải cứu chăng? Cung Ngài ra khỏi bao, lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn. Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi. Các dòng nước chảy mạnh, vực sâu vang tiếng, rúng biển giơ tay lên cao. Mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó, vì cớ bóng sáng của những tên Ngài và chớp nhán của gươm giáo Ngài chiếu ra. Ngài nổi giận bước qua đất và đang cơn thịnh nộ dày đạp các dân tộc. Ngài đi ra đặng cứu dân mình, đi ra đặng cứu đấng chịu sức dầu của mình. Ngài đánh thương đầu kẻ ác, phá nhà nó, làm trần trụi nền nó cho đến cổ. Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó. Chúng nó đến như trận bão đặng làm tan tác tôi. Chúng nó vui thích như nuốt kẻ bần cùng cách kín dấu. Ngài cởi ngựa đạp trên biển, trong đống nước lớn. Tôi đã nghe thì thân thể tôi run rẩy, nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động. Sự mục nát nhập vào xương tôi và tôi run rẩy trong chỗ tôi, vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây olive không sinh sản
và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Chương 19. Đức Chúa Giê-xu vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy, Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lăm băm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất. Họ nghe những lời ấy, thì Đức Chúa Giê-xu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về. Bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: Hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị 5 thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Sau khi Đức Chúa Giê-xu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai 2 môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giê-xu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giê-xu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve,
cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng: Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài: Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì, ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay, những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: Có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Chương 20. Một ngày trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành. Thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thình lình hỏi Ngài như vậy: Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? Ngài đáp rằng: Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Và những người ấy bàn cùng nhau rằng: Nếu chúng ta nói bởi trời thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc Giăng là một đấng tiên tri. Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này. Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng lời thí dụ này: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi. Song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa, song họ cũng đánh, chửi và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba, song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thế nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến, có lẽ chúng nó sẽ kính nể. Xong, khi bọn trồng nho thấy con trai ấy thì bàn với nhau như vậy: Kìa, ấy là con kế tự, hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho này, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Giê-xu bèn ngó họ mà rằng: Vậy thì lời chép hòn đá thợ xây nhà bỏ ra trở nên đá góc nhà nghĩa là gì? Hễ ai ngã nhầm đá này thì sẽ bị dập nát, còn đá này ngã nhầm ai thì sẽ dập người ấy. Chính giờ đó, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách giết Ngài, vì hiểu Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, nhưng lại sợ dân chúng. Họ bèn dòm hành Ngài, sai mấy kẻ do thám giả làm người hiền lành để bắt bẻ Ngài trong lời nói, hầu để nộp Ngài cho kẻ cầm quyền và trong tay quan tổng đốc. Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-xu câu này: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Song Đức Chúa Giê-xu biết mưu họ thì đáp rằng: Hãy cho ta xem một denier. Denier này mang hình và hiệu của ai? Họ thưa rằng: Của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy thì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Trước mặt dân chúng,
họ không bắt lỗi lời Ngài phán chi được, và lấy lời đáp của Ngài làm lạ thì nín lặng. Có mấy người Sa-đu-xê là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã truyền lại luật này cho chúng tôi. Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người phải cưới lấy vợ quá đó để nối dòng cho anh mình. Vậy có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không con. Người thứ hai cũng lấy vợ đó, rồi đến người thứ ba, hết thảy 7 người cũng vậy đều chết đi không có con. Rốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy thì đến ngày sống lại, đàn bà đó sẽ là vợ ai, vì 7 người đều đã lấy làm vợ? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Con cái của đời này lấy vợ gả chồng, song những kẻ đã được kể đáng giữ phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại thì không lấy vợ gả chồng, bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại. Còn về sự kẻ chết sống lại, Môi-se đã cho biết trong câu chuyện về bụi gai, khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Vậy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì ai nấy đều sống cho Ngài. Có mấy thầy thông giáo cất tiếng thưa Ngài rằng: Lại Thầy, Thầy nói phải lắm. Họ không dám hỏi Ngài câu nào nữa. Đức Chúa Giê-xu hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong sách Thi Thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy vua David gọi Ngài bằng Chúa, có lẽ nào Ngài là con vua ấy được? Khi dân chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của đàn bà quá, họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Thi Thiên 123. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài, hỡi Đấng ngự trên các tầng trời. Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thế nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. Đức Jehovah ơi, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, vì chúng tôi quá chán sự khinh dễ, linh hồn chúng tôi quá chán sự nhạo báng của kẻ ăn giật và sự khinh dễ của kẻ kiêu ngạo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.